Em xin chào cả nhà. Tối nay lên bà bộ bà Lai đi chùa này nha cả nhà mình ơi, rất là đẹp luôn ạ. Xuất sắc cả nhà mình ơi. Em chào chị Nguyễn Nguyễn ạ. À. Hello mấy chị đẹp. Đây lên bộ này đi mấy chị, bộ này đẹp. Bộ này lên form gọn. Quần ống nhỏ xung xung vậy nha mấy chị. Nè, chị có đấy, con câu. Mình tiếng này. Chị phụ hoài luôn á. Phụ hoài á. Dạ hả? Bộ em đang mặc là em có 10 màu nha cả nhà. Bộ bà Lai. Bộ này là các chị đẹp nhà em là mặc gọi là tuổi nào mặc cũng được mà. Kiểu này là giống như kiểu truyền thống của mình vậy đó mấy chị. Em chào chị Quỳnh Lan nha, em chào tất cả các chị. Đẹp mấy chị, bộ này mặc nên nhìn gọn nha. Mua đi, mình đi rằm tháng 4 mấy chị ơi, mặc bộ này đi thoải mái lắm. Chị vận động thoải mái luôn. Tôn dáng đẹp. Bộ em mặc cái chị lên giúp em màu tím Huế nha. Màu tím Huế. $140,000 một bộ. Tím Huế xe số 3 em chốt cho chế Thu Huyền. Dạ. Ủa đâu phải. Cái này cái like hồi trưa mà. Cái này nó cập nhật gì chậm dữ vậy. xin lỗi không phải cô em chủ lộn. Dáng đẹp mặt đẹp gì cũng đẹp chị Thi. Em cảm ơn chị Thi Thi rất là nhiều. 140,000 nha mấy chị ơi, 140,000 một bộ nha mấy chị. Bộ này mấy chị mặc còn đẹp hơn em mặc nữa đó. Em là mặc lên là chưa có đẹp bằng mấy chị đâu. Đùi em là đùi to, chân không có dài. Chân không có thon, không có thẳng. Mấy chị mặc là đẹp hơn em nhiều. Bộ em mặc là chất thun lai dông nha cả nhà ơi, chất thun lai dông rất là đẹp luôn. Em đang mặc màu này cả nhà, lên giúp em màu tím Huế đi mấy chị, tím Huế. Rồi màu này lên giúp em màu đen. Chốt em mã đen à, đen kèm size giúp em nha mấy chị. Tím Huế 1, 2, 3, 4, 5 cho kem kem. Dạ, ok ạ. Lên giúp em màu này màu đen nha các chị. Cái này tổng cộng em có 10 màu nha, 10 màu, đẹp lắm luôn. Rồi chốt em màu vàng đồng. Màu vàng đậm chứ, màu vàng đậm. Em chào chị Nhiên Lê Kim ạ. À. Chốt em màu vàng đậm, cả nhà màu vàng đậm. 140,000 một bộ nha mấy chị ơi, 140,000 một bộ nha mấy chị đẹp. 140 chốt thun lai dông đó chị. Đẹp lắm. Chốt em màu tím cà. Màu nào cũng đẹp. Chốt em màu tím cà. Màu này lên với em màu xanh lá. Chốt em xanh lá cả nhà. Chị Kim Chi hỏi bao nhiêu một bộ? Tím cà 4 em chốt cho chị Trúc Cao. 140,000 một bộ nha chị Kim Chi. Lên với em màu xanh lá đi cái chị, xanh lá. Tím Quế 2 em chốt cho chị Kim Chi. Áo bà ba em hẹn mình ngày mai nha chứ Tiết Nguyễn ơi. Áo bà ba lẻ em hẹn mình ngày mai đi. Ngày mai em có lô mới về. Còn hiện tại ở đây là nó có nhưng mà nó bị lẻ sai chứ. Nó bị lẻ sai, nó còn có mấy cái à. Cổ, bộ kiểu cổ tàu em hết hàng rồi chị. Lên với em màu lam nha cả nhà ơi. Lên với em màu này là màu lam à. Chốt em màu lam. Chị nào muốn mua bà ba thì em hẹn cái chị ngày mai nha. Bà ba áo lẻ.
Ngày mai nếu mà về kịp á thì 11 giờ em like nha chị, em like buổi trưa đó, khung giờ 11 giờ à, 11 giờ 11 rưỡi hoặc 12 giờ trong cái khoảng đó đó. Để coi cái mai em lên, em coi cái đồ lên buổi nào. Lên với em màu này là màu xám, màu xám. Em mới nhận đồ đẹp lắm. Em cảm ơn chị Nhung rất là nhiều. Lam 1 2 3 4 5 cho kem kem. Rồi lên giúp em màu này nha mấy chị, màu xám. Bà ba nút thắt còn không em? Dạ còn chứ Long Dương. Bà ba nút thắt màu nguyên bộ á đúng không chị? Nguyên bộ màu hay là chị muốn mua bông bông thì em hết rồi. Hiện tại là em có lô màu mới về ha. Có lô màu mới về cách đây 2 ngày. Lên với em màu này màu cao khô cả nhà. Chúng em màu cao khô. Xám 4 em chốt cho chế chút cao. Màu đúng không? Màu chị chờ em tí xíu thì em like xong cái mẫu bà like này rồi em lên bà ba nút thắt màu cho. Đúng rồi màu xám. Lên giúp em màu này là màu cao khô, cả nhà màu cao khô. Mẫu này đẹp lắm mấy chị, mẫu này mặc các chị mặc các chị đi lễ đi này kia đều là ok luôn ha. Lễ đi chùa các chị mặc ở nhà cũng đẹp. Cao khô 4 cho chế chút cao luôn. Màu này lên giúp em là màu đỏ rượu. Màu này cũng đẹp nữa nè mấy chị. Lên với em màu đỏ rượu càng size giúp em luôn nha cả nhà. Lên với em màu đỏ rượu giá 140 cả nhà mình ơi. Giá 140 thôi, lên với em màu đỏ rượu. Các chị nào mà thích cái phân quần ống ống nhỏ nhỏ vừa vừa nha thì các chị chốt nè, ống của size 1 nó tầm khoảng 19 20 vậy đó mấy chị. À, mỗi một size nó sẽ cộng thêm 1 phân rưỡi hoặc 1 phân vô ha. Đó là ống nó tới size số 6 thì ống nó tầm khoảng 2 mấy đó mấy chị. Lên với em màu xanh dương, cái màu xanh dương này đẹp nè cả nhà. Hình như chưa có bộ màu đen á luôn, em lấy chị bộ màu đen. Màu đen còn size số 1 á. Đúng không? Hình như chưa có màu đen đúng không? Nãy giờ chị vô màu đen chưa? Chưa không? Có rồi, có rồi. Phải không? Phải màu đen không? Ờ đúng rồi nó. Màu đen. Vậy là có đủ màu. Màu xanh dương này đẹp nè cả nhà. Lên với em màu xanh dương ha. Đợt này về màu đẹp đẹp không à. Với lại là cái kiểu viền kiểu này nè là em mai cho mấy chị á, là cái em mai nhiều lắm rồi. Mẫu này là cái mẫu mà gọi là mẫu cơ bản truyền thống, mấy chị đẹp nhà em mặc ok, đó là thích. Lớn tuổi các cô các bác mặc cũng ok luôn. 1m5346kg là mặc size số 1 chị Long Dương. Cao khô 12345 cho kem kem. Em chào chị Hồ Tiên. Lên với em màu xanh dương ha. Em đang mặc là màu tím huế. Em có màu tím cà nữa nha mấy chị. Em có hai màu tím, tím huế với tím cà. Đẹp quá. Màu tím huế quá đẹp. Rồi em mặc lại từng bộ cho các chị xem nha. Rồi màu em đang mặc các chị lên giúp em màu tím huế nha mấy chị. Chất phun lai dông co giãn 4 chiều. Chất liệu vải này các chị mặc rất là mát nha. Chất liệu vải này mặc mát lắm. Mặc mấy cái màu mới mới cho mấy chị nè, màu xanh dương về cũng đẹp nữa nè mấy chị. Có màu lam chị Kiều Thị Hạnh. Bộ này em có màu lam, em có màu xám luôn. Chị thích màu sáng thì chị lấy màu lam, chị thích màu tối hơn thì chị lấy màu xám. Rồi màu đen chờ em một tí xíu đi chị. Chị em đang lên nào nha mấy chị ơi. Màu đen em để dưới chồng nó xuống phía dưới nè. Bà ba màu chờ em chị. Tí xíu đi chị. Rồi lên với em màu xanh dương đi, cả nhà đẹp chưa các chị? Trời ơi lấy luôn màu xanh dương nè kem kem ơi, đẹp nè. Yeah. Lên với em màu xanh dương. Xanh dương kèm size giúp em nha các chị, xanh dương. Đẹp quá. Đẹp quá mấy chị ơi. 140.000đ. Xanh dương em còn từ size 1 đến size số 6 với chị, size 6 còn được bộ. Chị nào size 6 mà size 75 77 kg chị tranh thủ các chị chốt nha, tại vì bộ này size 6 em còn được có mấy bộ rồi. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh dương. Bộ em mặc giá 140 chị, chất thun lai dông giúp em ha, quần ống nhỏ. Lên với em màu xanh dương. Đó, cái màu đen đây nè. Để em lấy màu đen cho em. Đây màu đen nè chị. Chốt em màu đen, đen kèm size giúp em luôn á chị. Đen em còn từ size 1 đến size 5 nè. Giá 140.000 một bộ chị. 140. 140 nha mấy chị ơi. Rồi lên với em mã đen luôn cả nhà. Đen kèm size giúp em luôn nha các chị. Đẹp quá. Quá đẹp mấy chị ơi. Mặc lên nhìn gọn ha mấy chị. Lên với em đen ha. Đen 1, 2, 3, 4, 5 cho kem kem. Xanh dương 5 cho chị Trường đẹp.
Rồi lên giúp em đen nha cả nhà, đen càm size giúp em luôn các chị ơi. Đồ này mặc thoải mái các chị. Rồi lên giúp giùm em mã đen, đen càm size giúp em luôn ạ. Đen 4 em chốt cho chế độ phương. Đen 6 hết rồi chứ Trần Thị Quý. Size 6 em bỏ cái bộ đó xuống đi luôn. Còn màu C6 em chỉ còn màu xám, màu lam, màu tím cà, màu vàng đậm, màu xanh dương với màu nho chứ, màu đỏ rượu chứ. Màu đỏ rượu. Rồi màu này lên giúp em màu cao khô. Đen 6 rồi chị em like là khách chốt hết rồi. 57kg cao 1m48. Nó là giải thun nha chị Kiều Thị Hạnh ơi. 1m48 và 57kg mình mặc size số, nếu mà gọn người thì mặc size số 3 nha chị. Eo tầm khoảng 82 đổ lại thì lấy size 3. Còn nếu mình lớn tuổi, mình hơi tròn người một tí xíu thì mình mặc size số 4 giùm em. Mặc size số 4 nha, eo tầm khoảng 83 đổ lên, 83 đến 87 thì mặc size số 4. Rồi lên với em màu em đang mặc là màu cao khô thì cả nhà. Đen 5 em chốt cho chị Ngân Kim. Rồi lên giúp giùm em màu cao khô cả nhà. Cao khô kèm size giúp em 140 cái chị ơi, chất lai dông. Thun này về cái chị chịu khó, cái chị đẹp nhà em giặt tay giùm em ha. Giặt tay và phơi ngang thì giữ cái phom đồ nó sẽ bền, tại vì chất thun là cái chị mặc nó sẽ có độ, nó sẽ bị giãn đó, lâu ngày nó sẽ bị giãn nên là mấy chị chịu khó mấy chị giặt tay giùm em. Rồi khi mà mình giặt khô rồi thì mình đem vô là mình xiết vô, chứ mình đừng có máng lên xào nha. Mình máng thun mà mình để không, mình máng nó vẫn bị chảy nha, nó vẫn bị sổ chất vải, nên là các chị đẹp nhà em là lưu ý giùm em ha. Mình xiết vô, mình để vô trong trong xiết mình để ngăn nó vô nha mấy chị, chứ đừng có máng móc nha, đừng có máng móc. Cái chị máng móc lâu ngày á, nhiều khi nó bị lễ không, mình không mặc nó cũng bị da bị giãn nữa, với lại là nó bị lằn hai cái móc lên á. Nó đầu phun là nó vậy đó, đầu phun mình xài thì mình phải biết ý của nó tí xíu. Giặt thì chịu khó giặt tay, còn nếu mà giặt máy thì giặt ở chế độ nhẹ thôi. Giống như sợi thun của mình xài lâu ngày thì nó cũng phải giãn đó mấy chị nha. Chịu khó kỹ một tí xíu thì cái chị mặc đồ nó sẽ lên, nó giữ dáng, nó giữ cái form đồ rất là lâu. Chứ đồ thun mà mấy chị muốn thun không đồ không giãn thì mặc nó khó chịu lắm. Cái gì nó cũng có một cái ưu và một cái nhược điểm ha mấy chị. Ủa cái bộ này cái cổ bình thường thôi mà chị, cái cổ đâu có gì đâu rộng chết. Cái cổ này mà chi rộng nữa là thôi luôn á, chứ chị may cái cổ nhỏ xíu rồi sao chị chồng đầu vô được. Cái cổ này mà chê rộng nữa thì mặc cái gì già chèn. Ok vậy mấy chị, sao mà mấy chị cổ điển như vậy. Cao khô 6 hết là chị Trần Quý. Chiều điện mà không bắt máy được kêu bạn gửi luôn đi. Dạ ok chứ Trần Lon, đây chứ Trần, đơn của chứ Trần Lon em đi đơn luôn. Đen 5 cho chị Trần Thị Quý. Cao khô 5 em chốt cho chị Phi Kim. Chị Vũ nghe ơi, chị quá trời cổ kính luôn rồi chế ơi, chế không ha. Cái cổ này mai mà chê rộng nữa thì cái cổ nhỏ xíu sao chồng đầu vô được. Đen 4 cho chị Đỗ Phương rồi, ok chị Đỗ Phương nha. Phải chi mà rộng tới ngay chỗ cái chân ngực của mấy chị á, thì mấy chị nói rộng em không ấy mấy chị. Mẫu này là em bán biết bao nhiêu lâu rồi. Cái cổ này mà chơi rộng nữa thì thôi luôn. Mình rộng thì mình lấy khăn mình quấn chị nha, mình lấy khăn mình quấn lại nha, mình làm kiểu luôn. Ở ngoài Bắc thì ở ngoài Bắc chứ, ở ngoài Bắc khách nhà em ngoài Bắc nhiều người, người ta đâu có cổ lỗ sĩ dữ vậy chế. Nói chứ đừng buồn á, cổ này mà che rộng nữa thôi luôn á. Đen với cao khô xe số 5 cho chị gái bỏ. Xe 6 em chỉ còn được màu đỏ rượu nè mấy chị. Em chỉ còn được màu lam nè, em còn được màu xanh dương nè, em còn được màu vàng đậm nè, em còn được màu tím cà nè, em còn được màu xám nè. Áo dài chưa có hàng chị Thủy Tiên Trần ơi. Vậy đó, chị nói là em biết chị ngoài Bắc luôn, nhưng mà em nói em sợ động chạm á nha. Em nói em sợ động chạm là mới nói ừ chê khen mấy chị ngoài Bắc. Chứ em nói thật luôn, cổ này là mặt bình thường, không có gì hết trơn á. Nhỏ quá là có chồng vô được cho mấy chị ơi. Chị sợ rộng thì chị lấy khăn chị quấn làm kiểu luôn nha. Khăn mà nãy của mình đó. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị ơi, cho em mã này. Với cổ nhỏ xíu thì sao chồng đầu vô được chị.
cái cổ nhỏ mặt nhìn nó kỳ vậy đó mấy chị. Tự nhiên mình nhìn vô cái mình cảm thấy mình bị khó thở. May cái cổ nhỏ nhỏ xíu mặt vô cái tự nhiên mình cảm thấy mình bị khó thở. Cổ này không có động chị đẹp. Lên giúp giùm em màu này ha. Không chỉ có một số người thôi, có một số người vậy đó mấy chị ơi, mấy cô không có mặc được cái cổ rộng. Cổ mặt vừa đẹp mà đâu có rộng đâu. Hồ tiên. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị. Chỗ em mã này là màu xám nha, màu xám. Thôi phù hợp thì mình mua, không phù hợp thì mình không mua thôi chị. Tại vì chị mặc cái quen cái cổ nhỏ rồi nên chị thấy cổ này nó rộng chứ em thấy nó bình thường à. Lên giúp giùm em mã này nha mấy chị. Chỗ em mã này là mã xám nha, xám sáu em chốt cho chứ Trần Quý, Trần Thị Quý. Lên giúp em màu xám nha, màu xám. Cổ này em thấy bình thường nè, không rộng cũng không nhỏ, mặc vừa mặc. Lên giúp giùm em màu em đang mặc nha mấy chị ơi. Màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là màu xám nha, màu xám. Trăm 40.000 ngộ nha mấy chị ơi. Màu lam, lên giúp em màu lam. Xám 1, 2, 3, 4, 5 cho kem kem. Dạ ok dạ. Lên với em màu lam nha các chị. Cái bộ lam này đẹp nè mấy chị. Bộ lam này giải đẹp. Giải mình mít à. Như nhung vậy. Lên với em màu lam. Bộ đồ dày dặn mấy chị ơi. Xám 3 em chốt cho chế Long Dương. Rồi lên giúp em màu này. Chốt em màu em đang mặc là màu lam nha các chị. Đẹp quá chị. Lên với em màu lam nha các chị. Giải đẹp lắm mấy chị. Cái cây lam đợt này giải đẹp mịn. Lên với em màu lam ha. Lam kèm size giúp em luôn cả nhà mình. Chốt em mã lam. Dạ bà Ba Nút Thắt chờ em tí xíu chị Long Dương. Bà Ba Nút Thắt chị lấy xe số 3 hả? Xe 3 luôn hả? Xe 3 còn được có hai màu rồi chứ đẹp ơi. Lấy chị luôn đi luôn. Còn bộ màu vàng với bộ màu nâu. Ủa quên, màu lam với màu nâu. Không, ở ngoài á. Em coi còn không? Còn có hai bộ à. Em coi còn còn không? Lên với em màu em đang mặc đi cả nhà. Màu em đang mặc cái chị lên với em màu lam nha. Lam 4 em chốt cho chị Nguyễn Tây. Đâu còn hai ca đó chị Diệu. Không có còn bộ nào luôn hả? Còn hai bộ, chị nhớ mà. Rồi bà Ba Nút Thắt còn có hai màu luôn, chế đẹp, chế Long Dương, em lên chế coi luôn nè. Em còn được có một bộ màu lam giống như em mặc này với một bộ màu nâu. Quần ống suông nha chế. Chị Long Dương 1m53 mà 46kg. Ủa sao chị chốt màu xám size số 3 chị mua giùm hả? 1m53 46kg là thường mặc size số 1, sao bộ màu xám chị chốt tới size 3 với vậy? Chị mua giùm hay gì? Rồi em đang mặc màu này là màu lam nha các chị, màu lam. Mặc size số M chị mua cho cái người đó là lớn tuổi chưa? 1m53 46kg là lớn tuổi chưa? Lam 1, 2, 3, 4, 5 cho kem kem. Rồi cái màu xanh lá này nó đẹp nè mấy chị. Mua giùm là hỏi kỹ nha chế. Size 1 em cũng còn ít lắm, size 1 hình như cũng còn 1, 2 màu vậy. Lên với em màu xanh lá. Màu xanh lá này đẹp lắm mấy chị. Cái màu xanh lá này nó đẹp hơn cái màu xanh lá bình thường của mình. 62 tuổi về lên size 2 nha chị ơi. 1m53 46kg mà 62 tuổi lên size 3 đi. Bộ bà Ba Nút Thắt. Ủa lên size 2 đi, bà Ba Nút Thắt á. Chờ em tí xíu đi em lên màu. Cái màu xanh lá này nó quá đẹp luôn mấy chị. Màu xanh lá, cái màu xanh cực kỳ đẹp. Màu xanh lá. Xanh lá em còn 1, 2, 3, 4, 5 thôi, hết 6 luôn rồi. Màu xanh lá đẹp lắm. Chị nó có cái rớt mất tiêu của Kim Cương. Rồi lên với em màu xanh lá thì cái chị xanh lá quá đẹp. Xanh lá kèm size với em. 140.000 bộ nha mấy chị ơi, 140 ạ. Đẹp quá, đẹp quá. Lên với em màu xanh lá. Xanh lá đẹp lắm mấy chị. Màu mới. Rồi màu tím cà. Xanh lá 1, 2, 3, 4, 5 cho kem kem.
Sao nó đẹp đó, kem kem ơi, lấy thêm 1-2 lượt gì nữa đi. Mà xanh lá đẹp. Đúng rồi, 62 tuổi mà 1m53 46kg lên ấy lên size 2 luôn đi chị. Nha, tại cô lớn tuổi á. Mặc cho nó thoải mái. Để thôi lấy size 1 về mặc ôm ôm cô không chịu. Lên giúp em màu em đang mặc lên giúp em là màu tím cà đi mấy chị, tím cà. Dạ 140k một bộ nha mấy chị ơi. Ok, thêm xanh lá đủ size cho kem kem nè. Hai bộ không có miễn ship chị, bao nhiêu bộ cũng không có miễn ship cho nó, phí ship 25.000 trên đơn. Ok, mai tổng kết chuyển bill nha kem kem. Còn màu chị Long Dương, em nói chị là từ từ em lên mà. Em like em mặc hết xong mấy cái này thì em lên cái bà ba nút thắt cho. Lên giúp dùm em màu em đang mặc là màu tím cà, lên hết mẫu này lên mẫu khác chị, chứ lên hai mẫu một lượt nó lộn xộn lắm. Nhiều khi nó trùng màu lại rồi mấy chị chốt lộn mẫu này nó lộn qua mẫu kia. Rồi lên giúp dùm em màu em đang mặc là màu tím cà. Cái con ong hay gì? Em thấy cái gì tè trước á. Mấy chị mua hàng em bán hàng trực tiếp trên live. Mấy chị hàng này là em bán giá bình thường nha. Không phải là hàng chạy quảng cáo nên là không có hai bộ miễn ship hay gì hết trơn nha cả nhà. Bán giá rẻ luôn mấy chị. Bán giá nó đã rất là mềm rồi. Giá bình dân mấy chị đẹp ơi. 140.000 chọn một bộ. 140.000 nguyên bộ, phí ship 25.000 trên một đơn. Còn các chị mua từ 3 bộ trở lên mà không có hàng sale, nghe kỹ giùm em cái khúc này nha. Từ 3 bộ trở lên không có hàng sale, chuyển khoản 100% đơn hàng các chị sẽ được miễn ship. Còn lại là phí ship 25.000 trên một đơn giúp giùm em. Các chị được kiểm tra hàng, kiểm tra hàng không nhận thì vui lòng trả 30k phí ship cho mua tá giùm em ha. Không được thử nha chị. Kiểm tra hàng đừng có thử giúp em nha mấy chị. Mình trả tiền xong đúng hàng, mình kiểm tra hàng mình đúng cái size, đúng mẫu mình đặt thì mình đem vô nhà để mình thử giùm em. Hàng chật, hàng lỗi bên em sẽ hỗ trợ đổi cho mấy chị. Đổi bây giờ, đổi khỏe không chết luôn, người ta đem tới nhà cho mấy chị thu bộ đó về. Khỏi đem ra bưu điện. Chính sách đổi trẻ, khỏe ru luôn mấy chị ơi. Bộ này giá 140.000 một bộ nha chị Nguyễn Tuyền ơi. 65kg, cao bao nhiêu vậy chị Út em? Mặc size số 4 là vừa đẹp nha chị ơi. Mặc size số 4 là vừa đẹp. Rồi lên với em màu vàng đậm đi mấy chị, màu vàng đậm. Bộ này tổng cộng em có 10 màu ha, rất là đẹp luôn. Size cho các chị từ 46-47kg đổ lên đến 75-77kg đổ về là mặc đẹp. Rồi lên giúp dùm em màu em đang mặc ạ. Chị Hồng Ngọc ơi, khi mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn cho chị á, là mấy bạn nhà em có đọc lại số lượng đồ cho mình. Mấy cái đó thì mấy chị cố gắng mấy chị nghe dùm em nha. Thì có số lượng bao nhiêu là mấy bạn nhà em đọc cho mình là bao nhiêu rồi đó chị. Chứ bây giờ chị quay là chị hỏi ngược lại em không biết nữa. Nhiều khi cái bộ chị đặt nó đã hết, em đã báo mà nhiều khi mình không có nghe. Hoặc là dự bị đó, hoặc là hàng dự bị hay hàng gì đó. Mấy chị nhiều khi em báo ở trên live mà mấy chị không có nghe. Mà lúc mà mấy bạn nhà em gọi điện chốt đơn thì mấy chị cố gắng là mấy chị coi coi là mấy bạn đọc cho mấy chị bao nhiêu bộ nha. Còn đơn hàng đi luôn là có bao nhiêu là mấy bạn nhà em sẽ gom đi hết cho mấy chị. Màu vàng đậm xe số 3 cho chị Thơm Võ Kim. Chị Thơm Võ Kim lên giúp dùm em cân nặng chiều cao kèm theo số alo ạ. Chị Gia Hân đang xe số mấy chị Gia Hân ơi? Cho cân nặng chiều cao kèm theo số alo dùm em luôn nha chị ơi. 1,5m nặng 65kg là mặc size số 5 nha chị ơi. Mặc size số 5 nha, 1,5m là về mặc hơi dài thì chịu khó lên like dùm em một tí xíu. Chứ giờ em đã giao hàng xong hết trơn rồi, mấy chị quay lại mấy chị hỏi sao đặt 3 bộ giao 4 bộ. Mở quên đặt 4 bộ giao 3 bộ em cũng không biết. Chốt giúp giùm em màu này nha các chị đẹp nhà em. Chị Thơm Võ, Thơm Võ Kim lên giúp giùm em cân nặng và chiều cao đi chị. Chị Gia Hân ơi, chị cho giùm em cái số alo đi chị. Màu đen xe số 5 lên giúp em số đen 5 em hết rồi. Đen 5 em hết nha chị Gia Hân. Có cái gì thì mấy chị hỏi mấy bạn chốt đơn liền. Để mấy bạn nhà em còn thì mấy bạn nhà em lấy cho mấy chị. Hết thì mấy bạn nhà em báo nha. Chứ đơn hàng đã giao xong hết rồi mấy chị hỏi ngược lại em là em không có nhớ đâu mấy chị. Lên giúp giùm em mã này là mã xanh lá nha mấy chị, xanh lá. Hàng ví dụ như hàng của mấy chị mà sót đơn đó thì nó cũng còn ở đây nè.
chứ không có đâu hết. Chị Thơm bỏ kim ghi gì em không hiểu chị. Chị ơi áo dài là bây giờ chưa có đâu chị Thủy Tiên ơi. Chị nói với bà cô của chị mà muốn đi đám cưới thì mua ở ngoài đi ạ. Chứ bây giờ áo dài em chưa có giải để em lên nữa. Đen bốn em trúng cho chị Phương Chi. Bây giờ là áo dài chưa có hàng đâu mấy chị đừng có chờ. Áo dài em hết trơn giải để em cắt rồi. Chưa có giải về. Lên giúp giùm em, không phải giải này em cũng lên áo dài cho mấy chị đâu ạ. Rồi lên giúp em màu này là màu tím cà nha, màu tím cà. 140 ngàn một bộ nha mấy chị ơi, 140 nha mấy chị đẹp. Lên giúp em màu lam. Bộ nâu em mới cầm lên. Nè, bộ nâu em mới cầm lên là màu cao khô. Nè. Màu cao khô, em nói với mấy chị màu gì vậy? Cao khô, màu này là màu cao khô chị, màu cao khô. 140 ngàn nha mấy chị màu đẹp cao khô. Đây chị Phương Chi, màu này màu cao khô giúp em rất là đẹp luôn. Rồi màu lam. Màu lam. Mua đi mấy chị, sắp tới gần tháng 4 nữa rồi. Mình đi lễ, gầm lớn, cao khô C3 cho chị Phương Chi. Chị Gia Hân không có lên số alo là em không có nhận đơn nha chứ. Cái chốt chứ không có lên số alo là em không có nhận đơn nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đỏ rượu. Lên giúp em màu đỏ rượu à. Chốt em màu đỏ rượu. Màu cao khô xe số 5 em chốt cho chị Trần Long. Mua hàng thì cho dùm em số alo đi chị. Cứ từ từ rồi một hơi em chốt cho chị. Rồi em bấm bill quận thôi. Chị không cho số điện thoại nữa. Rồi mắc công nữa ha. Xin hoài mấy chế không cho. Rồi lên giúp dùm em màu này là màu xám. Mình mua hàng thì trước sau gì mình cũng cho số alo. Thì mình cho dùm em luôn đi ạ. Mua hàng ai cũng vậy chứ. Shop nào người ta cũng yêu cầu mình lên số alo hết trơn á. Chứ bây giờ chốt cho chị đã đợn hơi xong rồi chị không lên số alo rồi mắc công nữa. Chị thấy mấy người ta chốt ai cũng lên số alo hết. Nếu mà chị không lên thì em không chốt thì chị cứ chọn đi. Chị chọn khi nào mà chị thấy màu chị chọn ok hết rồi chị lên số alo thì em bấm bill cho chị. Lên giúp giùm em là màu tím Huế. Sáng năm em chốt cho chị Phương Chi. Người ta mua hàng á, chị Gia Hân người ta mua hàng mà người ta mua hàng rồi. Người ta biết mua hàng á là người ta mua hàng á là người ta không cần phải shop xin số alo. Tự động người ta lên luôn hàng. Chứ không phải đợi chọn xong hết trơn đồ rồi tới mới lên số alo. Chị mua như vậy là nhiều shop là chị mua tới cuối cùng là tới mà chị lên được cái số alo người ta chốt cho khách khác hết trơn rồi chị. Sai luôn chị. Tại vì chị không lên số alo là người ta không có chốt cho chị đâu. Rồi lên giúp em màu tím Huế. Chốt em màu tím Huế nha. Chứ không phải là em khó khăn cái gì hoặc là em ép chị mua chị. Nhưng mà cái nguyên tắc mua hàng là mình phải cho số alo nha. Để một hơi lô bu rồi cái bắt đầu là quên. Đỏ rượu xe số 4 em chốt cho chế Nhung Nguyễn. Còn nếu mà chị chưa muốn cho thì em chưa chốt. Vậy thôi nha, chị cứ chọn màu đi. Rồi lên giúp em màu xanh dương. Chốt em màu xanh dương. Em đang mặc là màu vàng đậm nha các chị. Rồi tổng cộng em có 10 màu ha. Chốt em màu xanh dương. Rồi lên bộ đó đi em. Em lên cho các chị bộ bà ba nút thắt nha. Bộ bà ba nút thắt màu quần ống suông. Giá 130 ngàn một bộ. Bộ em mặc thì quần ống nhỏ. Nó là 140. Xin số điện mấy chị mua hàng mà xin số điện thoại nhiều mấy chị cũng quạo. Thun lai dông á chị lụa trồng. Thun lai dông. Rồi bộ em mặc là quần ống suông nha cái chị, 130 ngàn. Bà ba nút thắt. Cái này thì tay dài. Màu em đang mặc cái chị lên với em màu nâu đậm. 2, 4, 2, 3, 4, 5. Áo bà ba lẻ ngày mai đi chị Phương Chi.
áo là 300 ngày mai nếu như mà chưa em lên hàng kịp á, chưa mai em like, em dồn đơn cho chị luôn, chưa mai ha. Có lô mới chuẩn bị về nè chị. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 lên giúp em. Màu này là màu nâu đậm, bộ này là bộ bà ba nút thắt nha cả nhà, bộ bà ba nút thắt nha. 130 ngàn. Quần ống suông giá 130 ngàn một bộ, lên giúp giùm em ạ. Giúp em màu này là màu nâu đậm, lên giúp em màu nâu đậm. Bà ba em hẹn với chị trưa ngày mai đi, có một bộ lô bà ba mới về. Lô đợt này in bông đẹp lắm, in bông 4D có màu mới. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh, lên giúp em màu xanh bơ. Xanh bơ còn 2 với 4. Xanh bơ em còn được size 2 với size 4, chốt em màu xanh bơ. Bơ em còn 2 với 4 nha. Quần ống suông lên giúp em màu xanh bơ. Rồi màu này lên giúp em màu cà phê sữa đậm. Cà phê sữa đậm là còn 2 với 5. Nâu đậm size số 3 em chốt cho chị Thơm Võ Kim. Là em hết nâu đậm 3. Size 3 còn có một bộ màu lam nữa em hết. Màu cà phê sữa đậm còn 1, 2 mấy, 1, 2, 5 hả? Còn là cà phê sữa đậm ha, cái của chị. Của chị là size 1. Chị là còn 2 với 5, 1, 2, 5. Mẫu đồ mới qua là 140 ngàn một bộ, chị vật liệu xây dựng nãy giờ em lên 2-3 lần rồi đó chị. Chị lấy màu gì cho cân nặng chiều cao giùm em luôn ha. Lên với em màu này là màu cà phê sữa đậm nha. Cà phê sữa đậm em còn được size số 1, số 2 và số 5 nha. Lên với em màu cà phê sữa đậm. Rồi màu này các chị lên với em là màu nho. Nho em còn được size 2 với size 5 hả bé? 5 còn bộ đúng không? Dạ, 5 còn 2 bộ. Nho em còn được size 2 với size 5. Cả nhà chốt giúp em. Cà phê sữa đậm 5 em chốt cho chị còn không em? Còn chị. Em chốt cho chị Phương Chi. Rồi, đã hết size 5. Bộ em đang mặc 2. Bộ em đang mặc 56kg cho em chiều cao đi chị Phạm Hồng ơi. Chị Phạm Hồng cho em xin thêm cái chiều cao nha. Lên giúp em màu này là màu đỏ rượu, màu gì, màu nho. Màu nho em còn được size 2 với size 5 nha. Nho em còn được 2 với 5. Rồi màu tím đậm đi các chị, màu tím đậm. Tím đậm em còn được size 2 với size 4. Tím đậm em còn được size 2 với size 4 rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu tím đậm. 1m52 nặng 56kg là size số 3, màu nâu em hết trơn size 3 rồi chị Phạm Hồng ơi. Màu nâu em đang mặc hết size 3 rồi đó, chỉ còn được có size 1, size 2. 1, 2, 5. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5 hả chị? 2 thì chị mặc nó ôm mà 4 thì chị mặc rộng. Lên giúp giùm em màu này là màu tím đậm nha. Tím đậm em còn được 2 với 4. Lên giúp em màu tím đậm. Rồi màu lam. Lam em còn được 2, 3, 2, 3, 5. Màu lam em còn được size 2, size 3 và size 5. Lên với em màu lam. 130 ngàn một bộ. Không có màu riêu. Cái mẫu này có màu xanh bơ hả chị? Rồi lên giúp giùm em cái này là màu lam ha. Lam em còn được size 2, size 3 và size 5. 2, 3, 5 lên giúp em màu lam. Rồi màu tím cà. Tím cà em còn một bộ duy nhất size số 2. Cho các chị 55-56kg đổ lại mặt dừa eo tầm khoảng 77 đổ lại nè chị. Lên giúp giùm em màu này là màu tím cà. Đẹp quá. Tím cà bữa em mặc lên chốt quá chừng chốt. Đó là bộ này em còn đựng ít là mấy chị không có còn nhiều. Lên với em màu xanh đen cái chị, xanh đen em còn được 2 năm. 4 còn hay? 4 hay luôn. Xanh đen em còn được size 2 với size 5, cả nhà chốt em màu xanh đen. Đẹp quá cả nhà ơi. Xanh đen em còn được size 2 với size 5. Bà ba nút thắt cái chị mặc vô là lúc nào nó cũng gọn người ha cả nhà. Một bộ duy nhất. Màu vàng đỏ, vàng đậm, màu vàng đậm một bộ duy nhất luôn, size số 4. Cho các chị đẹp nhà em 62kg đổ lên, 66kg đổ về. 62, 63kg đổ lên, 66kg đổ về. Lên giúp em màu vàng đậm. Rồi cuối cùng là màu đen. Màu đen còn thêm. Dạ chưa có ống rộng, chị Hồng Diễm Hà ơi. Chưa có vải đó chị Tư, em chỉ chưa cắt đó chị. Đang đợi thun lỗ về đó chị Hồng Diễm Hà. Đang đợi thun lỗ, lô mới, bông mới. Rồi màu đen em còn được size 2 với size 4. Màu đen em còn được size 2 với size 4 cả nhà ơi. Em biết giải về chưa nữa. Bữa giờ hàng ra hơi chậm, thợ đang nghỉ hơi nhiều. Qua Tết thợ vô làm lúa rồi người ta một số người ta đi làm công ty lắm chị, nên là thợ bị thiếu.
đồ ra hơi chậm. Lên với em màu này là màu đen nha cả nhà ơi, màu đen. Chốt em mã đen à, đen. Rồi em hết nha các chị. Cái bà ba cách tân áo bà ba lẻ mình còn nhiều không luôn? À, còn khoảng 30 áo. Vậy hả? Rồi cho chị cái quần ống rộng luôn. Này em lên, đúng rồi. Em lên áo bà ba thiêu lẻ cho mấy chị luôn nha. Quần ống xung rồi em. Cà phê sữa đậm size số 2 cho chị Long Dương. Rồi em lên cho các chị cái lô bà ba ha, lô áo bà ba cấp tân cho mấy chị ơi. Còn cái cục mẫu không à hả chị? Ngày mai em có lô áo bà ba lẻ, các chị nhớ đón xem like nha. Chưa mai em like, chưa mai chắc hàng về kịp á. Sáng em nhờ chị Tư em gửi lên shop. Rồi cái áo này nha mấy chị ơi, chốt lai dông luôn ha. Cấp tân, hàng thiêu trực tiếp, 90.000 một áo. Quần em đang mặc là 70.000 một quần. Các chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được nha cả nhà. Màu này lên với em màu nâu nhạt. Áo này em còn được một ít thôi các chị, không có còn nhiều. Áo này em còn được một ít thôi các chị đẹp nhà, em tranh thủ mình chốt nha. Lên với em màu này là màu nâu nhạt đi các chị, nâu nhạt đẹp lắm luôn á cả nhà mình ơi. Về các chị nhớ ngâm nước lạnh cho nó rã cái giấy này ra giùm em ha. Đó hoa thiêu của mình nó sẽ rất là đẹp luôn. Áo em đang mặc là 90.000 một áo, quần em đang mặc là 70.000 một quần. Các chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được cả nhà. Lên với em màu nâu nhạt. Màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh lá. Chốt em xanh lá. Xanh lá là còn được 2. 1 2 3. 1 2 3 mỗi size còn được 1 áo hả mấy chị yêu ơi. Xanh lá em còn được size 1, size 2, size 3 mỗi size còn được 1 áo. Lên giúp em màu xanh lá. Chốt em xanh lá. Rồi màu này lên giúp em màu vàng đồng. Vàng đồng, vàng đồng em còn được size số 1, size số 2. Vàng đồng em chỉ còn được size 1 với size 2 thôi cả nhà, vàng đồng. Rồi lên giúp em màu này là màu tím Huế. Tím Huế cả nhà ơi, tím Huế còn có 1 cái size 1 mà. 50-51kg đổ lại mặt dừa. Lên với em tím Huế. Rồi màu này lên giúp em là màu hột gà. 90.000 nha chị ơi, 90.000. Chốt em màu hột gà. Hột gà em còn được 1 với 6. Màu hột gà em còn được size 1 với size 6. Rồi màu hồng sen. Hồng sen còn được có 1 cái size 1 luôn. Hồng sen còn được có 1 cái size 1 rồi mấy chị. Hình như màu đen hả luôn. Cái đó màu đen hả em, rút cho chị cái màu đen. Cái màu này chưa có. Ừ đúng rồi, cái màu trắng em. Rồi lên giúp giùm em màu này đi cả nhà, màu vàng tươi. Vàng tươi em còn được 1 cái size 5. 67kg đổ lên, 70-71kg đổ về. 67kg đổ lên, 70-71kg đổ về. Rồi lên giúp em màu vàng tươi. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em. Lên với em màu này là màu đen đi cả nhà. Màu đen, màu đen em còn được cái size 2 nè mấy chị. 55-56kg đổ lại mặt dừa. 52kg đổ lên, 55-56kg đổ về. Lên giúp em màu đen. Rồi màu này cả nhà lên giúp em là màu trắng. Màu trắng em còn được size 3 một cái nè. Màu trắng size 3 là size cho các chị 60... 57kg đổ lên, 60-61kg đổ về ha. Lên giúp em trắng 3, em còn được 1 áo. Trắng 3 đi chế diện nè. Rồi màu này màu đỏ đô. Đỏ đô em còn được cái size 4. Cái 1. Vải thun lai dông chị đồng vàng không? Đen 4 hết rồi chị Phương Trâm. Đen em còn có 1 cái size 2 hả chứ đẹp. Màu đỏ đỏ đô em còn được cái size 4 nè. 62kg đổ lên, 66kg đổ về. 62-63kg đổ lên ha. 66-67kg đổ về. Áo nâu đậm size số 5 còn không em? Còn chị. Nâu đậm size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Lê Trúc Mai. Rồi đây là màu nâu đậm. Em đang mặc là nâu nhạt ha. Em đang mặc là nâu nhạt, em đang cầm là nâu đậm. Nâu đậm em chốt cho chị Trúc Mai một áo. Lấy cái đỏ đô size 4 thì chị Phương Trâm. Cái đỏ đô size 4 đẹp quá chị. Cái đỏ đô rất là đẹp luôn, đỏ đô size 4, 90.000 một áo chị, quần em đang mặc là 70.000 một quần.
Cái chị có quần rồi thì lấy áo không cũng được. Chốt giúp giùm em nào nè. Dạ vải thun chứ. Nâu nhạt size số 4 cho chị Nguyễn Tây. Size 4 em còn có nâu nhạt với đỏ đô mà mở chị. Còn có nâu nhạt với đỏ đô. Size 5 em còn được cái vàng tươi nữa nha. Đỏ đô 4 em chốt cho chế Phương Trâm là em hết đỏ đô 4. Lô này em về mới tối hôm qua, bữa nay hết rồi đó mấy chị. Chị đẹp nhà em chốt thì đẹp đó. Nâu đậm hiện tại em chỉ còn được có size số 3 hả? Nâu đậm hả chị? Ừ. Nâu đậm là còn được size 3 không à? Dạ. Nâu đậm em chỉ còn duy nhất size 3 thôi, 57kg đổ lên, 60-61kg đổ về. Nâu đậm màu đen. Chị nào size 1 lấy đi mấy chị, 51-52kg đổ lại. 52kg cao mấy, 56-57 đổ lên, chị mặc cũng vừa nè. Lên với em màu đen. Còn có cái size 1 à. Màu đen, thích là màu đen hả chị? Chờ lô mới đi chị, chờ lô sau đi chị Phương Trâm. Để em nhờ chị Tư em ra thêm một lô này cho mấy chị nữa. Vàng tươi. Ồ, cái màu vàng này lên đẹp lắm luôn á. Thiêu đợt này đẹp quá mấy chị ơi. Thiêu đợt này xuất sắc luôn. Một cái duy nhất thôi mấy chị ơi. Một cái duy nhất vàng tươi size số 5. 67kg đổ lên, 70-71kg đổ về. Đen một cho bé gạo. Dạ. Lên giúp em màu này là màu hồng sen. Hồng sen còn được cái size 1 luôn nè. 52kg đổ lại mấy chị. Đẹp lắm luôn á. Hồng sen em còn được cái size 2. Hột gà em còn được size số 1 và size số 6. Hột gà em còn được 1 với 6 cái áo này mặc trắng lắm. Cái màu đen là em hết từ hôm qua luôn á chị Phương Trâm. Cái màu đen là em like tối hôm qua là em hết từ tối hôm qua luôn á. Tối hôm qua là toàn một cái size số 1. Hồi sáng giờ là xả ra cái nào là khách lấy cái đó, xả ra cái nào là khách lấy cái đó hết trơn luôn á chứ. Em hẹn chị nào muốn mua áo và ba lẻ ngày mai nha. Áo bông á, áo bông và ba lẻ mai em về lô mới. Chưa mai cái chị nhớ đón xem like. Lên với em màu tím Huế. Tím Huế em còn được cái xe 1 nữa. Tím Huế. Rồi màu này là màu vàng đồng. Vàng đồng em còn được xe 1 với xe 2. Vàng đồng em còn được xe 1 với xe 2. Rồi màu này cái chị lên giúp giùm em là màu xanh lá. Xanh lá em còn 1, 2, 3. Xanh lá em còn 1, 2, 3, mỗi size em còn được 1 áo nha các chị. Xanh lá. Rồi em hết rồi đó các chị. Nè còn bộ size 3 nè, lùng em thấy. Đó rồi đó, độ này em cũng hết rồi, không biết like cho mấy chị cái gì nữa nè. Hàng mới em về em like cho mấy chị á, tầm khoảng like đầu tiên tới like thứ hai là lẻ rồi đó mấy chị. Lẻ còn mười mấy hai chục cái. Và là còn khoảng hai mấy cái nào là bán, cái nào là khó lại rồi đó. Nó không có đủ size số 5, size số 5 em còn được có hai màu thôi chị Nguyễn Giàu. Size số 5 là còn được màu vàng tươi với màu nâu nhạt em đang mặc nè chị. Nâu nhạt với vàng tươi em đang mặc á. 90.000 đó chị ơi, mua bộ. Đây là tối nay mình like tới đây mấy chị. Không có còn cái gì để like hết đó. Hết trơn rồi, bây giờ ở đây em còn áo khoác cho mấy chị không à. Em chào chị Phạm Hương. Trưa mai nha, trưa mai cái chị nhớ đón xem like em lên luôn áo bà ba mới cho mấy chị nha. Áo bà ba in 4D, đẹp lắm á. Tranh thủ mình vô mình coi mấy chị, dành ra tầm khoảng ngày mai buổi trưa là tầm khoảng 11 giờ ha, 11 giờ hoặc 11 rưỡi. Trễ lắm là 12 giờ em sẽ like, nhưng mà mấy chị nhớ đón xem like giúp em nha. Cái áo em đang mặc là màu nâu nhạt là em còn 1, 2, 3, 4, 5. Em còn được size 1, 2, 3, 4, 5. 90.000 một áo. Chị nào vừa chốt thì mấy chị rất là đẹp luôn á. Em đứng gần cho mấy chị xem cái hoa thiêu nè. Thiêu đẹp lắm mấy chị. Về mấy chị ngâm nước lạnh cho nó rã cái giấy này ra. Mấy chị ngâm là nó rã ra. Giấy này mình lót để mình thiêu nó đừng có bị chạy vải. Về mình ngâm giấy, mình ngâm nước cho nó rã ra. Mình hãy dặn rồi mấy chị đừng có xé khô nha, xé khô quá nó dễ nó không có đẹp á, nhiều khi nó bị phạm vô trong cái, nó bị sự phạm vô trong cái thiêu của mình á. Mấy chị ngâm nước đi nó rã ra, ngâm nước cái chị xé nó ra nó rất là nhẹ. Nâu nhạt size số 3 cho chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên. Bà ba bộ màu size số 6 còn không chị, còn có một bộ
hết luôn rồi chứ ơi, quên hết trơn luôn rồi. Xe sáu bán hết trơn luôn. Chưa còn bộ vàng khách lấy luôn rồi. Bây giờ em còn bộ bà Lai thì em còn xe số 6. Bộ bà Lai mới về. Chị Lê Trúc Mai ơi, chị lấy nâu nhạt hả? Rồi chị Trúc Mai là xả cái nâu đậm lấy cái nâu nhạt. Xe số 5 em lấy. Đơn hồi chiều gọi rồi là đi rồi nha chị Mộc Nguyễn nha. Hồi chiều gọi rồi là đi rồi, chị không có kêu dồn đơn là đơn em đã lên xe rồi chị. Em chốt nhờ lên đi lùng ngày mai mấy bạn xã nè. Giờ không biết đường kiếm. Rút ra luôn đi, nếu thấy thì Nguyễn. Đúng rồi. Đơn gọi hồi chiều là đi rồi đó chị. Rồi thôi em offline đây đi mấy chị. Hẹn cái chị trưa mai đi. Ở đây em cũng hết trơn đồ. Giờ còn có cái mẫu bà Lai em mới về. Còn mẫu bà Lai với mẫu áo khoác. Ngày mai em có lô mango nguyên bộ về cho mấy chị nhiều mẫu đó. Có gì ngày mai em lên tiếp cho mấy chị nữa. Rồi chúc cả nhà mình ngủ ngon nha. Bữa nay mình nghỉ sớm nha cả nhà. Bữa nay nghỉ sớm một ngày nha. Lý do là hết đồ like rồi. Giờ mấy chị vô đông quá chừng luôn kìa. Vô đông quá chừng luôn. Chị nào có muốn coi lại mẫu bà like thì nói em nha. Bây giờ còn áo khoác không à. Còn lô áo khoác. Lô khoác với lô bà Lai. Bà ba thì còn lẻ sai còn có mười mấy hai chục cái mà nó còn lẻ lẻ xe lớn không mà mấy chị. Mơi là bà ba mới về nha, trưa mai nha mấy chị. Tranh thủ. Rồi thôi em chúc cái chị đẹp nhà em ngủ ngon nha. Bye bye cái chị, bữa nay nghỉ sớm bữa thì mấy chị.